Cuộc sống hôn nhân hiện tại và lý do rời sân khấu của nghệ sĩ Tài Linh Thập niên 90, Tài Linh nổi lên như một hiện tượng, cô có nhiều vở diễn kết hợp cùng cố nghệ sĩ Vũ Linh tạo được ấn tượng với công chúng. Đến nay số video Tài Linh quay rất nhiều và gần như không nhớ nổi, lúc thì những cuộn video tân cổ giao duyên khi là những vở cải lương tâm lý xã hội và chuộng nhất là những vở tuồng cổ. Đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Tài Linh bất ngờ qua Mỹ định cư từ năm 2003 theo diện đoàn tụ gia đình. Những năm đầu ở nơi đất khách quê người, cô làm đủ nghề kiếm sống. Một thời gian dài sau đó, Tài Linh mới bắt đầu nhận show biểu diễn để làm nguôi ngoai nỗi nhớ nghề. Cô từng kể vào những dịp cuối tuần đi hát phục vụ bà con và khán giả Việt sống ở Mỹ, rất ủng hộ cải lương. Khi đi diễn, Tài Linh luôn cố gắng diễn trích đoạn cải lương, dù rằng nếu hát ca nhạc sẽ nhẹ cho mình hơn để người Việt có thể thưởng thức. Để truyền bá cải lương, Tài Linh thường giới thiệu tóm tắt nội dung từng vở tuồng trước mỗi trích đoạn biểu diễn để khán giả hiểu hơn về bộ môn này. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, cô dần rời xa sân khấu, cuộc sống kín tiếng và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Từ khi hoạt động nghệ thuật cho đến khi lui về ở ẩn, Tài Linh không vướng vào schedule. Giữa nghề nghiệp và cuộc sống đời thường, Tài Linh rất rạch ròi. Tài Linh từng chia sẻ, tôi rạch ròi giữa sân khấu và cuộc đời. Trên sân khấu mình có thể là ông hoàng bà chúa, nhưng khi trở về nhà cũng chỉ là người bình thường. Tôi là người đơn giản, không đòi hỏi gì cao. Với tôi có nổi tiếng hay không cũng vậy thôi, chỉ cần sự bình yên cho gia đình là đủ. Khi không đi hát tôi vẫn là một người vợ người mẹ, vẫn làm những công việc nội trợ chăm lo cho chồng con như bao phụ nữ khác. Tôi hài lòng với những gì mình có. Hiện tại con trai tôi đã trưởng thành và yên bề ra thất dù nữ nghệ sĩ không chia sẻ về cuộc sống hiện tại nhưng thông qua những người đồng nghiệp thân thiết khán giả cũng phần nào biết được cô đang có cuộc sống hạnh phúc ngọc huyền từng tiết lộ về đàn chị rằng chị tài linh hạnh phúc lắm gia đình có con cháu đông đủ giờ đã là bà nội chị ấy hiện rất khỏe nhưng không chịu đi hát dù không chịu đi hát nhưng chị linh không tuyên bố giải nghệ tôi không hề biết lý do vì sao riêng nghệ sĩ Phương Hồng Thủy tiết lộ lý do Tài Linh rời xa sân khấu. Chị Tài Linh còn nói với tôi rằng chị rất nhớ nghề, nhưng thôi, bảy năm nay chị đã rời sân khấu rồi, đừng để chị tham gia, rồi chị nhớ nghề khổ lắm. Tôi mới ngỏ ý, chị chỉ cần xuất hiện là được rồi, nhưng chị ấy xin rút lui.